Ừ, thầy chào Băng nha. Chờ một chút xong rồi các bạn vào. Rồi, thầy chào Mai Thiên. Chờ chút trong lúc các bạn vào, trong khoảng thời gian đấy ta xem lại cái bản danh trên mình còn bài nào sót chưa làm thì ta sẽ làm luôn. À, có gia bảo đã vào rồi. Máy đây 13, ta sẽ sang phần đây 10. Đây chín. Ừ, các bạn còn lại chạy đâu với thầy gì? Spam đáng không? Em mình dám spam làm chết cả chị Băng, liều thật. Quá chi là liều. Rồi vừa nhắc đến anh Minh đã vào đây rồi. Anh Minh đâu, hãy cho biết tại sao, tại sao. Ta chờ 1 2 phút nữa đợi các bạn vào. Chúng hỏi qua đây. Ừ. Trần Bảo cũng spam lên này. Ừ, thầy chào chào anh Minh. Mọi người đang bảo tại sao anh Minh dám nộp bài một để lên top. Rồi, thầy chào mình bắt đầu nhé. Trong lúc mọi người vào cũng còn 5 bạn đang vào cả. À, đầy đủ rồi. Ừ, thì ta có đầu tiên ở cái buổi học trước thì ta cũng đã làm các cái bài tập về cấu câu lệnh lặp. Rồi thì vừa thì ai vào đây nhỉ? À, Nguyên đã vào rồi. Ừ. Thì thầy thấy các em đã có sự nộp bài rất tích cực, thì thoảng spam một tí, nhưng mà nói chung là ta thấy cái tiến độ nộp bài của các bạn ở phía phía sau này, các cái bài thì thấy là các bạn nộp rất đều. Đây là một cái tín hiệu đáng mừng. Đấy. Được. Có bàn phím mới à? Khi nào anh Minh phải chụp ảnh gửi vào trong nhóm để mọi người tham khảo nhé. Ngoài ra anh Minh có thể mua tặng chị Băng, rồi tặng anh Trung, rồi tặng thầy, và tặng bạn Gia Bảo hoặc các bạn khác, mỗi người mỗi chiếc nhé. Mọi người thì cũng có tấm lòng sẵn sàng nhận, nên anh Minh cứ mạnh dạn là tặng mọi người nhé. Ai muốn nhận quà của anh Minh thì có thể giơ tay nhé. Thầy giơ, thầy bỏ một phiếu ở cái biểu tượng giơ tay đâu. À đây rồi. Cái nút nộp phiếu nhỉ. Mai Thiên không chơi đâu đấy. Ừ. Thôi anh Minh em ngại gì. Ừ. Rồi, ở trên cái bảng này thì ta thấy tiến độ nộp bài của các bạn đã rất tích cực ở cái phần các cái bài tập ta đã làm qua. Nên đây là một trong những cái tín hiệu rất tốt trước khi thầy trò mình chuyển sang cái phần mới.
Tới cái phần nội dung kế tiếp, nhưng mà tới thời điểm này hình như là vẫn có mỗi Hoàng Gia Bảo hay sao với Tuấn Anh chưa thấy, thì bằng hai bạn. Rồi trong lúc đó ta sẽ sang cái nội dung bài mới kế tiếp là bài kiểu dữ liệu mà. Nó tự nộp. Rồi với cái nội dung bài kế tiếp là kiểu mảng, thì đầu tiên ta sẽ quay sang cái phần lý thuyết trước. Thì đầu tiên ta có khái niệm mảng là gì? Thì trong cái quá trình là lập trình, thầy trò mình có nhu cầu lưu trữ dữ liệu nhiều biến. Ví dụ như về thầy cần lưu chiều cao cứ khoảng tầm của 50 học sinh, thì thầy không thể sử dụng 50 biến ở trong chương trình được, bởi vì khi đó thì chương trình của mình sẽ bị quá nhiều biến mà việc kiểm soát các biến là vô cùng khó khăn. Trong ngôn ngữ lập trình thì người ta đề xuất ra một kiểu dữ liệu gọi nó là kiểu mảng, cái câu lệnh khai báo kiểu mảng. Khái niệm là mảng là một dãy các phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Ở trong cái phần này thì các bạn nào mà làm xong ở cái file D9 này rồi thì các bạn xem lại phần kiểm soát lại ở trên bài làm nhé. Ví dụ như thầy thấy cái bài từ bài 65 đến bài 70 thì ba bạn top đầu chưa làm này. Đấy. Từ 65 đến 70 bởi vì nó chính là nội dung bài hôm nay đúng không? Ở phía dưới có băng, có ai ai dưới ai dưới băng nhỉ? Nguyên đã rất tích cực làm được bài 65 so so với 65 số 9 là kiểu mảng này này. Phía dưới nữa có Huy, Huy đã vào chưa nhỉ? Mấy hôm nay không biết Huy đi đâu, chẳng nhẽ ở nhà lấy vợ. Rồi, vậy thì ta sẽ bắt đầu ở chỗ bài 55, thì chưa qua đó thì ta sẽ tìm hiểu qua lại. Thì chỗ này thầy nói rất nhanh nhé. Mảng là một dãy các là tập hợp các cái phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Đấy. Mỗi phần tử để được truy cập qua là tên của mảng, rồi mở ngoặc vuông chỉ số. Đấy. Được truy cập vào tên của mảng và chỉ số. Và cái chỉ số này, chỉ số của một cái phần tử nào đó thì gọi là vị trí của phần tử đó trong mảng. Bây giờ thầy có một cái ví dụ. Bây giờ thầy cần lưu n học sinh n bây giờ thầy cho n học sinh, rồi học sinh thứ y, học sinh thứ y có chiều cao là ai đấy, thì khi đó để khai báo một một cái mảng để lưu chiều cao của n học sinh này thì thầy sẽ sử dụng là int là tên kiểu dữ liệu. Sau đó tên mảng đấy và số lượng tối đa phần tử trong mảng, ví dụ như thầy cho 100 chẳng hạn. Đấy. Thì câu lệnh này là câu lệnh khai báo mảng. Vậy thì để khai báo một cái mảng thì ta có bắt đầu là kiểu dữ liệu. Cách tên mảng. Mở ngoặc vuông số lượng tối đa. Đấy, đây là cấu trúc câu lệnh khai báo một biến kiểu mảng. Ví dụ bây giờ thầy cho n học sinh, học sinh thứ y có chiều cao là ai, có tên là si. Đấy. Thì khi đó ta sẽ thực hiện khai báo một cái mảng A kiểu chiều cao, ta giả sử là lấy chỉ số nguyên là kiểu nguyên, thì ta khai báo mảng A có tối đa là 100 học sinh, và ta khai báo một cái mảng họ tên. Họ tên ở đây nó là kiểu sâu thôi, ta lấy điểm trung bình đi.
Đấy. Là mảng D chẳng hạn. Có điểm trung bình là D thì ta có float hàng D tối đa là 100 phần tử. Vậy nhìn 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 qua đây thì ta nhận thấy rằng câu lệnh để khai báo một mảng nó khá đơn giản. Đó là ta sẽ khai báo kiểu dữ liệu này, cách này, tên mảng và mở ngoặc số lượng tối đa phần tử của mảng. Khi đó số lượng tối đa phần tử thông thường khi với một bài thi đối với một mảng một chiều thì các bạn cho ta là 1 triệu phần tử, tức là một số 1 và 6 số 0 nhé. Với mảng 2 chiều thì nó có là 3.000 nhân 3.000 phần tử. Số lượng tối đa là 10 mũ 6 thôi nhé, không không lên tới được 10 mũ 7. Thực tế trên máy tính của mình có thể chạy được nhưng mà trình chấm thì nó không thể chấm được. Không hẳn là chấm được nhưng mà trong các cái bài thi ấy, thì thường thì người ta chỉ cho nó tối đa là 10 mũ 6. Đấy. Vì nó chỉ chứa được khoảng tầm 1 triệu phần tử thôi. Còn khi mà số lượng phần tử lớn hơn thì người ta sẽ chia nó thành các cái tập có 1 triệu phần tử khác nhau và nó sẽ duyệt độc lập với nhau. Thực tế mảng một chiều, mảng 2 chiều hay mảng 3 chiều như Trung có hỏi là về bản chất của ta nó sẽ xuất phát từ gồm có kiểu dữ liệu tên mảng, chỉ số. Trong đó nếu mảng 1 chiều thì có một chỉ số, có một chỉ số. Mảng 2 chiều thì có 2 chỉ số, mảng 3 chiều có 3 chỉ số. Do nhu cầu của mình lưu trữ thì ta có thể khai báo cho mảng nhiều chiều. Tuy nhiên thì ta nhận thấy rằng khi ta khai báo từ mảng 1 chiều, ta có thể có số lượng phần tử tối đa có thể lên tới được 10 mũ 6. Thì khi khai báo mảng 2 chiều thì số lượng phần tử tối đa của nó chỉ là có 3.000 phần tử. Một số máy tính có thể lên tới 10.000 phần tử, tức là 10 mũ 4. Đến mảng 3 chiều thì nó cũng khoảng tầm 3.000. Chưa chưa được 3.000, nó khoảng tầm 1.000, 1.000 mũ 3 là 10 không được. Nó cũng khoảng tầm 700, 500, 700 gì đấy. Do đó thì khi mình lưu trữ lên lên một cái mảng nhiều chiều thì nó rất hạn chế là kích thước của cái mảng nó sẽ bé lại. Nó có khoảng tầm 500 nhân 500 nhân 500. Tương tự như vậy. Vậy thì ở đây là ta có câu lệnh là khai khai báo mảng. Rồi, vậy thì bây giờ thì ta sẽ thực hiện khi ta khai báo kiểu dữ liệu khai báo mảng, nếu có nhiều mảng thì ta liệt kê nó trên cùng một dòng. Nhiều mảng cùng kiểu dữ liệu ta liệt kê trên cùng một dòng, ví dụ như ta khai báo mảng A, mảng B có tối đa là 1 triệu phần tử chẳng hạn thì ta cũng được khai báo như thế này. Đấy, rồi bây giờ ta lại quay ra với cái bài toán đầu tiên. Cái file này là file D9 thầy gửi lại ở trong nhóm. Đâu nhỉ? Lạc qua gọi cho em một chờ thêm một tí. À rồi, quân số ta đã vào đủ rồi. Đấy, có Hoàng Gia Bảo cũng vào rồi, Tuấn Anh cũng vào rồi. Bây giờ ta làm bài D9 nhé, thầy sẽ gửi lại ở trong nhóm. Các bạn nào làm xong cái D9, D10 rồi thì các bạn comment cho thầy số 1 để thầy biết nhé. Để thầy chuẩn bị gửi thêm D9, D10. Rồi, đã nhận thấy Trung mới làm xong rồi.
Rồi, ta sang cái bài đầu tiên. Ừ, chào con. Rồi à, ta sẽ thực hiện. Ta sang cái bài đầu tiên, bài là cho số nguyên dương n. N ở đây ta cho là nhỏ hơn 10 mũ 6. Và cái dãy AI với thằng AI tổng quát là nhỏ hơn bằng 10 mũ 9. Rồi à, bây giờ các bạn tập trung nhá. À, ta sẽ thực hiện là cho số nguyên dương n ở dãy A1 A2 AN. Hãy liệt kê các phần tử trong dãy này ra. À, đầu tiên thì ta sẽ thực hiện hãy nhập rồi ta có dữ liệu vào đi. À, từ tệp bài 5 năm gồm dòng 1 ghi số nguyên dương n, dòng 2 ghi n số nguyên dương ai, rồi kết quả ghi ra tệp bài 5 năm chấm OD. Dãy vừa nhập mỗi phần tử cách nhau ít nhất một số cách. Vậy thì ở đây ta nhận thấy như sau. Đề bài của ta là ta sẽ thực hiện là nhập một cái dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n. Vậy thì mình sẽ đọc dữ liệu là nhập n. Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương, vậy mình sẽ chạy từ đầu cho đến cuối, ta nhập nó bằng câu lệnh cin. Vậy ở đây rồi cũng có Lâm đã vào, bạn chờ tí nhé để thầy khởi động code block. Vậy thì với cái bài tập 1 này thì ta nhận thấy việc đầu tiên của ta sẽ là đọc dữ liệu. Và mảng A theo như đề bài. Bước 2 duyệt từ đầu mảng
cho đến cuối mảng và thực hiện công việc. Đó là đưa cái thằng AI ra trên cùng một hàng. Rồi, vậy thì với cái như trên thì ta bắt đầu sẽ thực hiện. Hôm nay thì lúc ở thầy để máy ở nhà, con thầy nó tắt mất cái trình chấm nên một số bạn nó nộp nó chưa chấm bài. Nhưng khi nãy hệ thống chấm nó đã chấm đủ rồi. Ta khai báo thư viện. Ở đây các bạn lưu ý nhé, ta có cái công lệnh DeFi, nmax là số lượng tối đa phần tử. Ví dụ như người ta cho là đôi 4 10 mũ 6 thì thầy ghi là 10 mũ 6 cộng 5. Bây giờ thầy cần khai báo một mảng A có nmax phần tử. Khai báo một cái biến n lưu số lượng phần tử. Câu lệnh này là câu lệnh khai báo mảng A. Rồi. Vậy thì bây giờ ta sẽ thực hiện là làm việc với tệp luôn. Thầy nhắc lại là bắt đầu từ bài này thì các em cần phải chỉnh chu hơn nữa. Một số các em đã có ý tưởng thuật toán tốt, tuy nhiên phần trình bày chương trình thì mọi người đều đánh giá là cần phải cải thiện. Thì các em cần phải cải thiện tốt khi trình bày chương trình. Bởi lẽ khi mà ví dụ như đơn giản khi mà mình hỏi bài người khác, một cái chương trình nó đẹp, nó dễ đọc thì nó sẽ thu hút được thiện cảm hơn so với một cái chương trình mà nó chưa được đẹp. Có một cái mẹo là rất hay để cho chương trình nó đẹp, đó là các bạn Ctrl A, các bạn nháy chuột phải, chọn format user style. Đấy. Thì khi đó nó sẽ định dạng về đẹp cho mình ngay. Vừa rồi Trung có hỏi bảo tại sao phải khai báo thêm 5 phần tử nữa, thì để tránh tình trạng mình for ra ngoài vòng lặp. Ví dụ khi chạy thì người ta cho test là bằng n bằng 10 mũ 5 nhưng 10 mũ 6, nhưng trong quá trình for mình lại for cho tới lại n cộng 1 chẳng hạn. Thì về lý thuyết thì có mỗi 1 triệu phần tử mà mình truy cập vào một vùng không gian nhớ mà có không tồn tại, thì khi đó nó sẽ bị exit code, nó bay ra ngoài. Do đó thường thì người ta sẽ khai báo bổ sung thêm vài phần tử ở phía cuối dãy, để nếu mà mình có for quá cái dãy này thì nó cũng không bị exit code. Đó là một trong những cái kỹ thuật khá hay để chạy được những cái test lớn. Vừa rồi Trần Gia Bảo hỏi DeFi có nhanh hơn không? DeFi nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ bây giờ thầy cần khai báo một mảng B để lưu nghiệm, một mảng C để lưu cái vị trí, một mảng VT để lưu vị trí. Thì rõ ràng cái việc code chương trình như thế này nhìn trông nó chuyên nghiệp hơn, thay vì việc cái số 1 triệu nó cứ lặp đi lặp lại ở cái chỗ vị trí nền mắng. Câu lệnh DeFi là câu lệnh khai báo một hàng số nhé. Và các bạn dần dần có cái thói quen khai báo hàng số cho một cái mảng. Rồi bây giờ ta quay trở lại cái việc chính của bài toán này. Ở bài toán này thì bước 1 đầu tiên ta đọc dữ liệu, thì ta nhận thấy dữ liệu vào là dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n. Vậy thì thầy trò mình sẽ CN. Đấy. Thứ hai là dòng thứ hai ghi n số nguyên dương. Các số này nó được viết trên cùng một dòng mà có n số. Do đó ta lặp đi lặp lại n lần. Vậy thì thầy sẽ for y chạy từ 1 cho tới n. Khi có phần này giữa toán tử và toán hạng các em. Đến phần tử thứ y thì ta đọc giá trị của nó vào thằng AI. Khi thầy xây in thằng AI thì cái đầu tiên nó gặp số 3, nó nhập số 3 vào thằng A1, y tăng lên bằng 2, nó nhập A2 bằng 1, y tăng lên bằng 3, nó nhập thằng A3 bằng 2. Đấy. Như vậy thì ta cũng có thể hình dung ngay được rằng là một cái mảng một chiều ấy, nó giống như một cái thang nằm ngang ấy, mà mỗi ô này nó có thể lưu được các cái số khác nhau của cùng kiểu dữ liệu. Ví dụ như ô này thầy ghi là 1, 3, 6, 10, trừ 9, 7. Đấy, ví dụ như này. Về bản chất mảng một chiều nó giống như một cái thang nằm ngang, mà ở mỗi ô của cái thang
sẽ điền được các giá trị vào trong đấy. Và với mỗi ô đó thì người ta xác định gồm hai vấn đề. Cái số mà ghi trong ô đó thì được gọi là giá trị. Vị trí của cái ô này nó được gọi là cái chỉ số của cái ô số này thì nó sẽ được gọi là vị trí của nó. Ví dụ như ô này số 6, vị trí của nó là thằng A2, vị trí số 2. Ô này vị trí số 3, ô trừ 9 là vị trí số 4. Rồi về việc đọc dữ liệu của mình là sau khi nhập N và nhập được mảng A xong rồi thì ta sang bước 2, ta thực hiện đưa các phần tử ra. Bởi vì mảng A của mình có N phần tử, vì thế Gia Bảo hỏi for y chạy từ 0, có nhiều xu hướng việc đánh chỉ số mảng là do người đánh quy định. Thầy có thể for y chạy từ 100 cho tới n cộng 100. Thầy cũng có thể for y chạy từ 0 cho tới n trừ 1. Hoặc là thầy có thể cho y chạy từ 1 cho tới n. Đây là do cách thói quen sử dụng bà Gia Bảo nhé. Nên em sử dụng chạy từ 0 cho tới n vẫn hoàn toàn chính xác. Bởi vì từ 0 cho tới dưới n, tức là từ 0 cho tới n trừ 1, nó vẫn có đủ n phân tử mà. Đấy. Nên đó cũng là một cái cách để tương tác thôi. À, thực tế không phải là theo tiêu chuẩn đâu, Trung ạ. Do thói quen lập trình thôi. Và nó có một sự khác biệt là như thế này. Thường thường ấy, cái chỉ số A0 ấy, trong quá trình lập trình thường người ta hay sử dụng để lưu cái chỉ số khởi tạo. Ví dụ như là thầy khai có thể khởi tạo nó bằng âm 10 mũ 9 chẳng hạn. Thầy hay sẽ có một cái thói quen lập trình là thầy hay sử dụng nó để lưu một cái giá trị vô cùng lớn hoặc vô cùng bé. Dãy các phần tử từ 1 trở đi mới là nơi thầy lưu giá trị, giá trị thực của nó. Bởi vì ví dụ bây giờ người ta hỏi cho trên dãy số này, hỏi trên cái số chữ âm 4 này có vị trí là bao nhiêu, thì ở đây ta nhận thấy rằng là nếu đánh số thứ tự từ 0 thì thằng đây là 0, 1, 2, 3, 4, 5. Thì khi đó âm 4 nó sẽ có giá vị trí là 5. Nhưng nếu dãy số này thầy đánh số thứ tự từ 1 thì đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì âm 4 có giá trị là 6. Và trong đề bài nó phải đưa ra là số 6 chứ không phải là số 5 ở trong các bài thi. Nên trong bài thi các bạn thường có hay có thói quen là đưa ra cái vị trí cộng 1. Đấy. Còn nếu mà mình chạy đánh số thứ tự từ 1 trở đến n trở đi thì mình chỉ việc write cell thằng y ra thôi. Đấy. Nên chính xác. Vậy nó có hẳn hai cái trường phái khác nhau. Các em dùng loại nào cũng được nhé, dùng kiểu nào cũng được. Rồi, rồi Trung có nói đến cái bài toán độ dài của một cái dãy con thỏa mãn điều kiện gì đấy. Rồi, ta sẽ tiếp tục nhé. Vậy thì ở đây thì ta sau khi thực hiện nhập n phần tử xong rồi thì thầy sẽ thực hiện công việc kế tiếp là vì mảng của mình nó giống như một cái thang nằm ngang ấy, để truy cập được tất cả vào các phần tử này thì ta phải for từ đầu mảng đến cuối mảng. Vậy thì thầy sẽ for chạy từ đầu mảng cho tới cuối mảng và thực hiện công việc. Đến phần tử thứ y ta thực hiện đưa nó ra. Phần tử thứ y giá trị của nó là ai, vậy thì thầy sẽ cao thằng ai ra. Để giữa phần tử đứng trước và phần tử đứng sau cách nhau bởi một dấu cách, thầy đặt sử dụng dấu ngoặc kép. Đấy, thầy sử dụng dấu ngoặc kép như này, ở giữa có một dấu cách. Rồi bây giờ trước khi chạy chương trình ta ấn nút lưu, sau đó ta mới ấn nút chạy chương trình. Lạc quá. Rồi Nguyên mới bảo là nó tự lưu trong trường hợp chương trình của mình không có lỗi. Thông thường thì một số chương trình của mình nếu mà trong một số trường hợp nó bị lặp vô hạn hoặc khi các em chạy chương trình nó bị tràn bộ nhớ, code block nó bay ra ngoài thì chắc chắn chương trình của mình chưa được lưu. Và khi đó khi các bạn vào thì nó chỉ lưu được một cái đoạn mà trước đây mình đã lưu hoặc là nó sẽ mất toàn bộ. Do đó ta có một cái thói quen rất lành mạnh, đó là trong lúc nghĩ thuật toán mà không nghĩ được cái gì thì ấn nút lưu bài cho đỡ buồn. Nguyên nhé.
Ví dụ như ở đây chỗ này thầy khai báo lên khoảng tầm một vài phân tử nữa, nó làm cho tràn bộ nhớ, làm thằng code block nó crash, nó bay ra ngoài luôn. Ừ, chính xác. Nếu còn nếu mà dùng máy không có pin hoặc là dùng laptop không pin giống như thầy Thành thì mất điện cái là bay màu ngay. Con laptop của thầy nó không có pin nên phía dưới này các bạn nhìn thấy no battery indicated. À. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện thêm tệp mới. Ta có bài 55.inp. Rồi ta sẽ nhập dữ liệu vào trong. Ví như thầy có 3 phân tử nhé, 1 4 3 chẳng hạn, 1 4 2 chẳng hạn. Và thầy chạy chương trình. Khi chạy chương trình các bạn không nhất thiết phải nhảy vào về nhảy về thằng main nhé. Các bạn đang ở file input các em vẫn chạy chương trình bình thường. Đấy. Sau đó trong mục AZ chưa có gì ta nhấn chuột phải ta add file vào. Có một số các bạn có thói quen new luôn cả file out là việc thừa không cần thiết. Bởi vì khi chạy chương trình file out nó tự sinh ra. Đấy. Sau đó ta chỉ việc add nó vào thôi. Đấy. Ví dụ như bây giờ thầy dãy số là thầy lấy một cái dãy số bất kỳ chẳng hạn. Đây có đôi 46 phân tử. Đấy, để nút chạy chương trình. Đấy, thì nó sẽ thực hiện mở tệp ra để đọc, mở tệp ra để ghi, để đọc n vào, đọc các thằng AI, duyệt từ đầu mảng cho đến cuối mảng, đến phân tử thứ y thì thực hiện yêu cầu của bài toán. Đấy. Hôm nay trước khi cắt màn hình thì thầy cũng phải cười tươi lên tí. Lỡ các bạn mang ảnh ra Photoshop hoặc sử dụng Paint để xử lý ảnh thì trông thầy nó cũng đỡ ngáo hơn. Hôm nay thầy mới đổi góc view ở trong phòng, thầy lại xoay ngược trở lại. Nó lại sang sang ra như thế này. Đó là ở bài 55, bây giờ ta cũng có thể xem bài 55 mọi người nộp bài thế nào. Bài 55 tới thời điểm này còn có mỗi anh Minh đang bị anh Minh bài nộp bài nó báo là không thấy file kết quả nhé, thì tức là bị sai tên file, em sửa lại tên file. Rồi bây giờ thầy sẽ mở bài làm của các bạn ra để xem cái cách trình bày chương trình của mình từ trên xuống dưới như thế nào. Rồi, bài 55 của anh Minh. À, anh Minh ơi, chắc nộp sai file rồi, làm lại. À, xem Lâm nè, bài 55, à, Lâm nộp bài làm bài 55 luôn em nhé. À, Thiên này, Thiên làm luôn bài 55 nộp luôn. Minh Đức. Dạo này nhỉ, có thêm cái nhóm kia vào đâu ta. Đây sách nó lại. Tuấn Anh nhỉ. Tuấn Anh vẫn lên bài 54 là đây, Nguyên nhà mình đây rồi. À, Nguyên ở chỗ này chưa được em nhé. Cái việc đọc dữ liệu và việc ghi dữ liệu là hai công việc hoàn toàn độc lập. Em phải làm lại, em phải đọc dứt điểm. Sau đó em muốn làm gì thì em for lại từ đầu. Không tích hợp nhiều trong một nhé. Ta vẫn thực về bản chất của nó là ta for cho tới n trừ 1 chung nhé, nên vẫn bình thường, không vấn đề gì cả. Rồi chung xem nào, code của chung nào. Rồi. Kế tiếp. Code của Trung có thể chuyển sang lệnh for được nhé. Rồi, em for làm lại, for lại đi. Bởi vì phần đọc dữ liệu thì xem băng băng nó làm
Rồi, băng dùng vector được. Hôm nay không thể đi vào, Huy lại làm căn lề trái rồi, liều quá. Hoàng Gia bảo tích cực nộp bài để lên top em nhá. Thấy tiến độ nộp bài còn nợ rất nhiều bài. Cố gắng lên. À, Thiên chuẩn bị chia sẻ màn hình nhá. Rồi Trần Gia bảo tiếp cận theo cái phương án cho y chạy từ không. Rất tốt. Ok. Rồi bây giờ xin mời các bạn còn gặp khó khăn thì các em chia sẻ màn hình của mình làm. Bây giờ mời Thiên nào. Rồi chạy đi, có vấn đề gì đâu Thiên, em chạy lại nào. Đấy, sao rồi? Em xóa cái dòng đấy đi, cốt lại nào. Bây giờ em mở tạo file input đi. Máy cái của Thiên hình như Win 11 hay sao, thấy cửa sổ trông nó đẹp đẹp thế nhỉ. Win 10. Cho năm phần tử đi, dòng đầu tiên chứa năm phần tử, dòng thứ hai có ba năm số bất kỳ. Vào lên cái gì nhỉ? Nó báo rằng cái dòng này nó bị lỗi, cái kiểu này là kiểu mảng C thằng ai à, em cho INTA khai báo mảng A bên trên, em sử dụng giống hoặc vuông nhé. Các bạn comment ở bên kia báo là chung bảo đấy, đã sử dụng giống hoặc vuông, còn giống hoặc tròn kia nó là kiểu tập hợp. Còn lại ok rồi. Đúng như ta thấy Thiên code chương trình rất đẹp.
Cảm ơn Thiên. Bài 55 còn ai nữa gì? Tuấn Anh hình như hôm nay dùng điện thoại đúng không? Lâm nộp chưa nhỉ? Lâm nộp rồi, rất tốt. Thiên nộp luôn bài này nhé. Rồi, ok. Sao Thiên cười nhạt thế? Rồi, xong bài 55 rồi thì ta đã từ từ đây trở đi ta có một thói quen như sau. Thứ nhất, để khai báo một mảng hay thì ta nên sử dụng một cái hàng số bên trên để khai báo số lượng. Thứ hai, đây là ta khai báo một biến số lượng mà phần tử của n làm việc với tệp, và cái quá trình này được gọi là cái quá trình đọc dữ liệu nhé. Còn ở đây thì ta nhận thấy rằng đây là cái quá trình là duyệt từ đầu mảng đến cuối mảng, đến phần tử thứ y ta thực hiện đưa nó ra. Nếu người ta hỏi là nếu phần tử, cho một cái dãy số hãy liệt kê các phần tử là số chẵn ra, thì các bạn for i chạy từ 1 đến n, nếu ai là số chẵn thì ta đưa nó ra đấy, đưa một phần tử có chữ số cuối cùng là số 3 ra chẳng hạn, thì hoặc là đếm số lượng phần tử có chữ số cuối cùng là số 3 thì cho i chạy từ 1 đến n, nếu phần tử cuối cùng có chữ số là số 3 thì tăng biến đếm lên đấy. Nguyên hỏi gộp vào có được mà thầy, việc gộp vào cũng được, nhưng ta bây giờ khi làm việc với một bài toán lớn thì cái việc nào ra việc đấy, nhất là trong cái phần lập trình cơ bản ta nên tách biệt ra, bởi lẽ sau này với những cái bài toán của mình làm nó không chỉ có đôi ba dòng như thế này mà nó có một cái lượng code chương trình khá dài. Vậy thì việc kiểm soát tốt ở phần nào để sau này khi chạy chương trình nó bị sai kết quả thì mình sẽ kiểm soát từng đoạn một. Ví dụ đoạn đọc dữ liệu đã đúng thì ta sang đoạn xử lý phần này đã đúng thì kia xử lý xem đoạn xử lý kế tiếp em nhé. Việc gộp vào là cũng được nhưng nó về tốc độ chương trình là chạy không thay đổi, không nhanh hơn nhé, nó không nhanh hơn. Rồi, đó là đoạn code chương trình cho bài 55. Rồi ta sang kế tiếp bài số 56. Ở bài số 56 là bài là liệt kê phần tử là số chẵn. Bây giờ đề bài là cho số nguyên dương n, hãy liệt kê phần tử là số chẵn trong dãy. Vậy thì ta sẽ định nghĩa luôn số chẵn là số chia hết cho 2. Như vậy thì các bạn comment cho thầy vào trong cửa sổ chat. AI chia hết cho 2 thì sẽ viết như thế nào? Xin mời các em comment vào cửa sổ chat. Rồi băng đã nhanh chóng là AI phần trăm 2 bằng 0, chung cũng cho vậy như vậy. Ai có ý kiến khác không? Chung. Rồi, vậy thì về thuật toán thì ta có bước 1 thì ta thực hiện nhập dữ liệu. Vậy thì ở bước thứ hai nó cũng giống như ở trên lớp mình ấy. Khi đi học thì các bạn chào cờ xếp thành một hàng. Bây giờ hoặc là xếp thành hai hàng. Thôi giả sử bây giờ ta đang nói về hàng các bạn học sinh nam. Thầy giáo sẽ hỏi là ở trong lớp ta có bao nhiêu bạn có những bạn nào có chiều cao là số chẵn. Vậy thì mình sẽ kiểu gì chiều cao của mỗi bạn sẽ lưu vào trong các biến AI. Và ý tưởng của mình là sẽ đi từ cái thằng đầu tiên cho đến thằng cuối cùng. Tức là ta cho đi từ thằng A1, A2, A3, A4, A5, A cho đến AN. Đến phần tử thứ y, tức là thằng AI, ta đi kiểm tra xem nó có là số chẵn hay không. Tức là như các bạn đề xuất đó là AI phần trăm 2 bằng bằng 0. Thì ta thực hiện công việc là đưa nó ra tức là thằng AI ra. Nếu người ta hỏi vị trí của nó thì ta CL thằng I ra. Với mỗi phần tử AI thì ta có hai khái niệm, AI là giá trị, còn I là vị trí. Các bạn nhớ cái điều nhé. Bây giờ người ta hỏi giá trị và đưa ra các phần tử là số chẵn, tức là giá trị của nó là số chẵn, tức là AI chia hết cho 2. Vậy thì bước 1 ta nhập dữ liệu. Bước thứ hai các em sẽ duyệt y chạy từ 1 cho tới n, tức là ta duyệt từ đầu cho đến cuối phần cuối dãy. Cái chỗ này là
Bởi vì dãy của mình nó có n phân tử mà, nên ta sẽ duyệt từ đầu dãy đến cuối dãy. Nếu ai chân là chắn thì ta thực hiện đưa thằng y ra, đưa thằng ai ra. Ở trên đề bài thì ta nhận thấy rằng các số ai này, số thứ nhất và cái số thứ hai nó cách nhau ra bởi một dấu cách. Vậy thì sau khi xe thằng ai thì ta xe luôn dấu cách nhé. Vậy với cái ý tưởng của bài như này thì ta hoàn toàn có thể cài đặt nó trong một thời gian nháy mắt, ta có thể làm được nó. Rồi ta sẽ xem bài 56, tiến độ của các bạn làm tới đâu rồi. Bài 56. Bài 56 thì bây giờ bắt đầu từ chỗ Huy, Quân, Anh Minh, Tuấn Anh, Thiên. Thiên là bài 56 ra chưa? Rồi, ok. Ta có chung câu hỏi thì thầy cũng đã nói rồi, ngoài về, ngoài việc kết vòng lặp for và vòng while ra thì ta có câu lệnh vòng vòng lặp do while. Ta hay sử dụng là nó giống như là cái câu lệnh repeat repeat until ở trong C cộng cộng, à repeat until ở trong Pascal đấy. Bây giờ thầy cứ tưởng thầy đã gửi cho các bạn cái file ấy rồi chứ nhỉ, file C plus. C cộng cộng nó là quyền nào nhỉ? Thầy tí, thầy gửi các em cái file này. Đây rồi. Thầy gửi lại cái file ngôn ngữ lập trình C cộng cộng nhé. Tutorial đấy. Là cái file học ngôn ngữ lập trình C cộng cộng đầy đủ. Các bạn chỉ học ở đấy là ta có thể dùng nó các kiểu dữ liệu cơ bản, các cái cấu trúc lập cơ bản, các cái thao tác cơ bản. Rồi và các em tải về ngay nhé. Bởi vì trong nhóm Zalo thì sau khi học xong bay màu là nó sẽ quên, học xong trên Zoom thì nó sẽ bay màu và mất. Rồi với cái bài này thì ta sẽ xem bài làm của các bạn đã nộp rồi. Ta sẽ xem bài 56 của thứ 1, 2, 3, 4. Sẽ lần lượt là Bảo Trung, Băng Nguyên. Mà chắc phải đổi lại như giờ. Bài 56 của Nguyên. Nguyên nhập dữ liệu vào và không cần sử dụng mảng. Ở đây ta đang sử dụng mảng, do đó em nên khai báo một cái mảng A để dùng Nguyên nhé, chứ không giải quyết một cách làm như thế này là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên với cái mục tiêu của ta là làm quen với kiểu dữ liệu mảng thì như thế là cần phải sử dụng mảng. Nguyên làm lại bài 56 nhé. Ở cái vòng for thứ hai thì chúng ta em nên tiếp tục for lại cái sử dụng biến y nhé. Bởi lẽ cái biến y của mình khi sau khi chạy ra khỏi vòng for thì nó không còn giá trị nữa. Do đó ở đây em nên sử dụng biến y nhé. Chứ bây giờ trong chương trình mình for gần chục lần thì lấy đâu ra biến để dùng. Đấy, chung sửa lại cái bài 56 sử dụng biến khác. Lâm chờ thế, mình đấy. Thầy xem bốn bạn đã nộp bài này. Thầy đang xem bài của ai đây nhỉ?
Ở đây bài của bằng luôn. Đấy, bài của Văn đây thế, đây là Văn không sử dụng mảng mà nhập là trực tiếp và đưa ra kết quả luôn, thì người ta cần phải sử dụng mảng nhé. Thì phần này ta đang làm quen với mảng rồi. Bây giờ Lâm em hãy chia sẻ màn hình đi. À đúng rồi à, bài 56 em đã bị bay màu, nó báo là không thấy file kết quả, tức là em đặt sai tên file. Lâm xem lại em nhé, em đặt sai tên file. Hôm nào để chắc phải để cấp phát ra tên lên sử dụng theo lớp, bởi vì cố gắng lên. Lâm làm rất tích cực, đã thấy lên này, lựa bài làm chỗ này sao lại để bài 5 năm nào mà con nhé, thầy quên chưa xem màn hình nhỉ. Đây đây là bài của 5 năm, Lâm chỗ này chưa sửa hết em nhé. Đây là một trong những cái lỗi khá phổ biến khi mà mình sử dụng code của bài xe sau sửa thành bài trước. Nào chung không được cười em, nó chẳng qua em nó nhầm nhọt một tí thôi, nhưng mà code chương trình của em nó rất chi là đẹp đấy. Ở đây thầy góp ý thêm là cái câu lệnh sell này em cho xuống dưới và em cho nó lui vào nhé, bởi vì rất hạn chế trong cái việc sau câu lệnh if mà ta thực hiện luôn cái câu lệnh đó, bởi vì chương trình nó đã là lập trình có cấu trúc thì câu lệnh này nó là con của câu lệnh khác, thì nó được ghi xuống dòng, được lui vào bởi một dấu tab. Ngoài ra thì thấy em làm là giờ rất đẹp đấy. Tuấn Anh có hỏi xem bộ bài Tuấn Anh hỏi nộp rồi sao chưa có bài 56. Bài 56 chấm in chấm out. Chắc là nó đang chấm nhé. Bài Tuấn Anh bài 56 nó báo 10 điểm rồi mà. Chắc là khi nay em vào nó từ cái server của thầy thì nó cũng không già đâu. Ngày xưa nó chạy tốt lắm. Rồi bài bài 56 các bạn tích cực là làm bài nhé. Hiện tại ta có 9 bạn ở đây nhưng mà trên server thì mới cả báo có 1, 2, 3, 4, 5, 6 bạn nộp xong bài 56. Ở chỗ anh Minh đang bị sai là do sai tên file, thì em đặt lại tên file cho file input của em bị sai, thì em tên là thực tế cũng không cần đâu, thầy chỉ cần mua được cái con kia Core i7 thế hệ thứ 11, sau đó thầy lắp RAM 32 GB ổ cứng SSD 1 TB là được mà. Ước mơ của thầy thế thôi, chứ thầy mua xong thì chắc thầy ra ngoài đường ngủ để dạy các em, vợ thầy nó đập chết. Sau này các bạn mới hiểu nỗi khổ của dân IT đó là không được mua đồ. Nên bây giờ chừng nào các bạn, nhất là các bạn nam chưa lấy được vợ, thì muốn mua gì thì cố gắng mua đi nhé. Không phải tranh thủ nói xấu vợ, các bạn bí mật, băng bí mật nhé, không được nói cho cô anh nhà thầy biết đâu nhé. Xịt bí mật. À, anh Minh em yên tâm, sau này em mới phát hiện ra được à. Hãy
Nào mọi người tăng tốc độ bài để ra sau ta sẽ chuyển sang rồi tất nhiên là thiên đó là lời xương máu đấy nên các bạn cố gắng. Ngày trước thầy cũng thích nhiều thứ lắm, thầy rất âm thầm thầy mua, hôm thầy mua được cái máy ảnh có hơn chục củ. Sau đó thầy về thì giống khoảng 6 tháng thầy mới dám lôi ra để dùng. Bí mật các em nhé. Đó thì nói thế thôi. Hôm thầy đang đi dạy đội tuyển thì tự nhiên thầy gặp vợ thầy, vợ thầy ôm chân bảo anh ơi lấy em đi, thế là thôi thầy bảo ừ lấy thì lấy. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện ở chỗ này. Bước bước một, ta sẽ thực hiện làm gì cái chuyện thầy phải tán, mình dân IT đi đâu chả có vợ nên yên tâm. Rồi nếu AI là số chẵn thì tức là AI chia 2 có phần dư bằng 0 thì ta đưa nó ra. Các bạn lưu ý nhé, code chương trình này nó chưa đẹp, các em ấn Ctrl A nhé, trượt phải chọn format user style. Đấy, thì chương trình nó đẹp ra được, thành chương trình mẫu như trên. Như vậy thì từ bây giờ trở đi ta có hẳn một cái bài lớp bài toán đó là duyệt từ đầu mảng cho đến cuối mảng. Nếu nó thỏa mãn điều kiện thì thực hiện yêu cầu của bài toán. Nên đây là một cái lớp bài toán cực hay mà sau này ta sẽ thường xuyên dùng đến. Cái lớp bài toán mà duyệt qua tất cả các phần tử đấy nếu nó thỏa mãn điều kiện. Thì thực hiện yêu cầu của bài toán là cập nhật. Rồi, đó là bài số 56. Vậy tới thời điểm này bài 56 còn ai nợ nần nữa không? Để xem nào. Cho anh Minh nộp lại bài 56 đi em. Nhớ đặt sai thì nhớ đặt tên file đúng nhé. Rồi, thế anh Minh em nộp bài 56 rồi. Chung yêu đương đi tầm này thầy ngày xưa học xong cấp 3 đang còn chưa chưa biết đến mãi thời đi sinh viên thì có một cái cô ấy tán thầy, thế là thầy đổ luôn đấy. Nên bình tĩnh chứ yêu đương gì tầm này, bây giờ cố gắng học đã, vào đại học rồi tính tiếp. Bây giờ phải người ta bảo gió tầm nào mây tầm đấy mà. Mình nâng cao lên thì mình sẽ chọn được một người mà mình ưng ý. Còn mà mây tầm thấp thì làm sao có được gió tầm cao được. Nên mình sẽ cố gắng nâng cao mình lên. Rồi Thiên không phải giới thiệu bạn trai cho anh Trung làm gì. Đó là câu chuyện rất buồn. Rồi ta đã xong cái bài số 2 nhé. Rồi, ta sang bài số 3 là bài số chính phương. Rồi, bây giờ thì ta nhận thấy như sau. Vị trí của phần tử là số chính phương. Vậy thì bài toán này nó chứng tỏ là bài toán nó sẽ cho một số cái dãy số. Và bây giờ người ta lại hỏi là xem các cái phần tử này có thỏa mãn điều kiện bài toán hay không. Đấy. Thì sau đó người ta đã đưa ra một cái định nghĩa, một cái loại số mà theo yêu cầu của người ta. Đó là đầu tiên người ta đề cập đến số chính phương. Thì ta nhận thấy số chính phương là cái số nguyên dương mà có giá trị bằng bình phương của một số nguyên dương khác. Ví dụ như các số chính phương là 1 là bình phương của số 1, 2 bình phương số 2, 4 là bình phương của số 2, 9 là bình phương của số 3, 16 là bình phương của số 4. Bây giờ thầy muốn các bạn hãy liệt kê cho thầy các số chính phương nằm trong phạm vi từ 40 cho đến 78. Nào, xin mời các bạn liệt kê hãy các số chính phương nằm trong đoạn từ 40 cho đến 78.
Hãy liệt kê các số trí phương nằm trong đoạn từ 40 đến 78. À quên, thầy đang tắt chức năng chat, chả 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 nhát, không thấy anh em gì comment. Nào, các số trí phương từ 40 cho đến 78. Các bạn comment nhanh. Trả lời câu hỏi. Thầy sắp cho băng một trưởng rồi nhá. Sao lại có số 4, 9 và 16? Thầy hỏi là các số trí phương nằm trong đoạn từ 40 cho tới 78. Bốn chín sáu tư, một đáp số. Còn nữa không? Thầy buồn băng cơ. À đến 18 rồi. Thầy chat comment thế rồi. Rồi, ta nhận thấy rằng các số trí phương mà Thiên liệt kê ra một rổ các số. Các số này có không phải là số trí phương. Thiên nhé, đây cảm giác như nó giống như là số nguyên tố ấy. Đúng rồi, đây là các số nguyên tố. Rồi, vậy thì các số trí phương là các số mà bằng bình phương của một số khác. Bây giờ đề bài người ta yêu cầu là cho một cái dãy số, hãy thực hiện đưa ra vị trí các phần tử là số, là các cái số trí phương trong dãy số. Vậy thì người ta bây giờ không phải người ta hỏi giá trị của nó nữa, mà người ta hỏi vị trí của nó. Với một phần tử ai thì ai là giá trị, còn y là vị trí. Các em nhớ nhớ nhá. Rồi vậy thì ta sẽ thực hiện bài toán này theo đúng yêu cầu mà ta của bài toán đưa ra, đó chính là duyệt qua các phần tử, tìm xem phần tử đấy có thỏa mãn điều kiện gì không. Nếu có thỏa mãn điều kiện thì đưa giá trị của nó ra. Thiên hỏi và xem hộ em bài 56. Thiên bài 56 hình như bay màu hay sao? Bài 56 của Thiên báo kết quả Châu Thiên để ý như thế này. Đề bài người ta hỏi rằng cái phần tử thứ ai nó có thỏa mãn điều kiện hay không, chứ người ta không hỏi n có phần tử thỏa mãn hay không. Nên cái ta cần kiểm tra ra không phải là giá trị của n, mà ta phải mang giá trị của phần tử trong mảng đó ra. Trong một mảng thì giá trị của phần tử của nó là thằng ai. Sau đó ở đây ta sẽ phải là nếu ai thỏa mãn điều kiện bài toán thì đưa nó ra, nó là thằng ai. Nếu có nhiều thằng thỏa mãn điều kiện thì thêm dấu cách vào. Được sao? Được chưa? Vậy thì nhớ nhá,
Cái việc này là việc nhập dữ liệu, việc này là việc duyệt từ đầu cho đến cuối, nếu thỏa mãn điều kiện thì đưa nó ra. Ok chưa? À, ta sang tiếp bài số 57. Ở bài số 57 thì bài toán là liệt kê một số có phải là số chính phương hay không. Vậy thì về ý tưởng của thuật toán, thì ta thực hiện yêu cầu của bài toán. Thực hiện của yêu cầu bài toán là ta có bước 1 là ta thực hiện nhập n và cái dãy i là việc đọc dữ liệu. Bước 2 ta thực hiện yêu cầu của bài toán. Bài toán là hay là đưa ra vị trí các phần tử thỏa mãn. Bởi vì mảng này gồm có n phần tử nên kiểu gì đi nữa thì ta vẫn phải duyệt từ đầu dãy số cho tới cuối dãy số và thực hiện công việc nếu nó thỏa mãn điều kiện. Thì thực hiện yêu cầu của bài toán. Đấy, đây là cái mô hình chung cho các cái bài tập về mảng một chiều từ đơn giản đến nâng cao. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Đây là mô hình để giải quyết cái bài toán từ đơn giản đến nâng cao cho bài tập mảng một chiều. Và như thế thì ta nhận thấy rằng cái ta cần mang ra đây là ta mang giá trị của AI đi kiểm tra. Với cái bài trước ta kiểm tra xem AI có phải là số chẵn hay không, thì ta kiểm tra là ghi là AI phần trăm 2 bằng bằng 0. Còn ở bài này người ta hỏi AI có phải là số chính phương hay không, thì vậy ta ghi nếu AI là số chính phương. Đấy. Thì ta thực hiện yêu cầu là người ta hỏi là đưa ra vị trí ta tiếp tục nhé. Thì nếu i là số chính phương thì ta đưa vị trí y ra. Vậy thì ở đây thì ta cần sẽ phải tổ chức, ta phải thực hiện là i là số chính phương khi nó là bình phương của một cái số nguyên khác, hay nói cái khác khi căn bậc 2 của nó là một số nguyên. Đấy. Vậy căn của AI là số nguyên thì ở trong C cộng cộng thì ta sẽ ghi là chun C của SQRT của thằng AI thì sẽ bằng SQRT của thằng AI. Đấy. Thì câu lệnh này có nghĩa là ví dụ như căn bậc 2 của thằng AI bằng 3,7 thì phần nguyên của nó chỉ là số 3 thôi. Còn căn bậc 2 của nó 3,7 bên kia thì nó vẫn là 3,7, thì nó so sánh 3 với 3,7 có bằng nhau không, nó thấy không bằng nhau.
thì nó kết luận luôn rằng cái số nguyên khi nên ở bên trên mà có căn bậc 2 bằng 3,7 không phải là số nguyên, nó không phải là số chính phương. Làm như thế này sẽ bị sai chung nhé. Không phải không sai mà nó đúng không hết tất cả các trường hợp. Bởi vì khi lấy căn bậc 2 của một số nhân căn bậc 2 của một số nó luôn bằng số đó. Vậy thì ở đây ta sẽ cần phải thực hiện tổ chức một cái kiểm tra xem AI là số chia có phải là số. Vậy ở đây thầy giới thiệu luôn cái hàm chun C là không có chữ S nhé. Hàm chun C là hàm tính, là hàm lấy phần nguyên. Ví dụ như chun C của 3,9 nó sẽ được số 3. Chun C của 3,1 nó cũng được số 3. SQRT là hàm căn bậc 2 của một biểu thức. Đấy. Đây là biểu thức để kiểm tra xem một số có là số chính phương hay không. Đấy. Các bạn lưu ý cái trường hợp này. Để thuận lợi hơn thì thầy sẽ tổ chức nó dưới dạng hàm. Đấy. Thì ta sẽ thực hiện ta tổ chức cái hàm. Hàm này thầy đặt tên nó là hàm chính phương của để kiểm tra xem một số nguyên dương u có phải là số chính phương hay không. Rồi vậy thì bây giờ để tổ chức được một cái hàm chính phương có phải là số này hay không, thì hàm này có hay không thì nó sẽ trả về kiểu chu-phô, kiểu bool là kiểu logic. Vậy thì ta sẽ thực hiện sang làm luôn cái bài số 57 này nhé. Ở bài 57 tại thời điểm này thầy thấy đã có rất nhiều bạn đã nộp bài rồi, thì thầy có đôi bốn năm bạn nộp bài đã có điểm. Đấy, có hai bạn được 6, ba bạn được 10 và một bạn đang bị lỗi. Vậy thì ta sẽ làm luôn kế tiếp bài 57, 57 56 gì? Bài 57. Ở bài 57 sau khi nhập mảng A xong ta sẽ thực hiện yêu cầu của bài toán. Nếu AI là số chính phương, vậy thì thầy ghi là nếu chính phương của AI mà bằng chu thì đề bài người ta yêu cầu là đưa ra vị trí nó là chỉ số y, vậy thì mình chỉ việc xeo thằng y ra. Đấy. Ở trong đề bài thì các giá trị y này viết trên cùng một dòng và nó cách nhau bởi một dấu cách, vậy thì ta sẽ xeo y dưới dạng dấu cách. Nếu nó xuống dòng thì ta sử dụng cái tham số endline như thế này nhé. Chữ endline tức là kết thúc dòng, endline là để xuống dòng nhé. Ở đây thì ta ghi nó trên cùng một dòng. Vậy thì bây giờ cái hàm chính phương của mình chưa có. Thầy đang giảng tự nhiên con mèo vào nó định tha khúc cá của thầy. Kiểm tra xem nó có phải là số chính phương hay không thì ta sẽ tổ chức nó thành một hàm. Vậy đây thầy sẽ tổ chức là hàm bool chính phương của một số nguyên dương u. Hàm này sẽ thực hiện cái công việc kiểm tra số nguyên u có là số chính phương. Nếu có thì trả về giá trị chu, ngược lại thì trả về giá trị phô. Do đó ở đây ta nhận thấy kiểu dữ liệu của nó là kiểu bool. Trung có hỏi xin bài số 11 từ từ. Ta làm quen cách tổ chức chương trình dạng chương trình con. Bây giờ thì ta nhận thấy rằng là nếu căn bậc 2 phần nguyên căn bậc 2 của số nguyên dương u mà bằng căn bậc 2 của số nguyên dương u thì biểu thức này ta sẽ return true, ngược lại ta sẽ return false. Đấy. Vậy đây là cái hàm để kiểm tra xem một số có phải là số chính phương không. Sau này thì ta sẽ có cách viết khác, tuy nhiên tới thời điểm này cách viết này là vẫn là cái cách viết đơn giản dễ hiểu nhất.
Khi một số nguyên mà có căn bậc hai, phần nguyên căn bậc hai của nó mà bằng căn bậc hai của chính nó thì nó là một số chính phương, thì biểu thức này trả về giá trị true. Khi biểu thức này trả về giá trị true thì câu lệnh if đúng, vậy thì nó sẽ thực hiện câu lệnh ở của cái sau biểu thức điều kiện này. Vậy đây là hàm số chính phương. Vậy thì ta có thể lưu để chạy chương trình. Các em nên rèn luyện cái thói quen code chương trình. Sau khi ấn chạy chương trình thì chương trình nó không báo lỗi. Rồi trên đây là cái code của đoạn chương trình của bài 57. Thầy chụp lại để các bạn cố cùng quan sát nhé. Và các bạn sẽ làm luôn bài 57. Được chưa? Rồi, bây giờ xin mời các bạn cốt bài 57. Ta có khoảng tầm 5 phút để các bạn hoàn thành bài này theo cách này. Sau đó thầy sẽ đi xem bài làm của một số bạn là làm rất nhanh, rất tích cực. Đó là bài 57, 1, 2, 3, 4, 5 bạn đầu tiên. 1, 2, 3, 4, 5 đầu tiên. Gia Bảo, Trung, Băng, Nguyên. Huy. Tôi sẽ đi từ trên đi xuống nha. Băng thấy nóng ruột quá. Băng đâu rồi? À kia, thầy về vẫn nhìn thấy em. Tôi đâu mà sợ. Thầy vẫn nhìn thấy Băng mà. Cứ tưởng tụt cái ở đâu tận dưới kia thì À Minh nhá. Rồi ta sang ở chỗ này. Đầu tiên bài của Trần Gia Bảo ta lưu ý cái chỗ này sử dụng float là không cần thiết, em sử dụng float để ép nó sang thành kiểu số thực, em sử dụng int để ép nó sang kiểu số nguyên nếu hai thằng là bằng nhau, chỉ duy tư là một, cái này trả về bằng không. Code như thế này cũng được, tuy nhiên thầy thấy nó hơi khập khiễng một tí, nói chung nó vẫn đúng. Rồi nếu nó là số chính phương thì đưa nó ra, rồi rất ok. Rồi kế tiếp nữa là Trung. Năm phút nữa thì ta nhảy sang tay mình răng cơ để nghỉ giải lao một chút nhá. Ở chung ở đây thầy góp ý bài cho chung là khi ở tại đây ta đã khai báo biến n là biến tổng quát của chương trình, thì ở trong chương trình con với các cái tham số hình thức ta nên tránh việc sử dụng tên biến trùng với tên biến của biến toàn cục. Do đó thầy có một thói quen hay gì hướng dẫn các bạn học sinh nên sử dụng các biến u ở đây trong mọi bài có sử dụng tham số nhé. Cái chữ gì tân chu đặt xuống đây cho nó ngầu đấy. Được chưa? Thứ hai nữa, mảng A khai báo ở chỗ này trông nó rất chi là hai lúa, tức là kiểu giống như là mình làm bài theo chuẩn nông thôn mới, nên em cắt nó lên trên này nhé. Bởi lẽ sau này cái bài của mình ấy, mảng A được sử dụng rất nhiều. Ở chỗ này em define cái thằng nmax nhé, chứ không code trực tiếp như thế này. Đâu thầy nói thật chứ Gia Bảo. Rồi thầy nhắc lại là khi for ở trong mọi bài thì ta không for gì như thế này nhé. Ta chỉ for y như thế này. Bởi vì for này kiểu đi một mình là lạc tông, trông nó hơi buồn cười. Nên tất nhiên trong khi lập trình mình mải để thỏa sức sáng tạo và nó luôn đúng. Và cách làm của em là hoàn toàn đúng. Rồi kế tiếp xem Băng. Băng vẫn theo hình thức là xử lý trọn gói. Đó, gặp thằng nào là chém luôn thằng đấy, bay màu luôn đúng không?
Rồi kế tiếp là Nguyên. Ừ, Nguyên vẫn có thói quen xử lý ở trong chương trình, nói chung nó vẫn đúng thôi, nhưng mà thầy nghĩ là nên tách nó ra nhé. Bởi vì ta đang, một là ta đang sử dụng mảng, hai là cái ta đang rèn luyện tư duy thuật toán, bao gồm một đọc dữ liệu, hai xử lý và đưa ra kết quả. Đấy. Cố gắng cốt lại bài 57 bằng cách sử dụng mảng nhé, chứ không là làm trực tiếp như thế. Như chị Băng chị làm như thế bởi vì chị đã trải qua cái này 1-2 năm rồi, nên mà chị bây giờ hoàn toàn có thể bỏ đốt cháy qua cái bước này được. Rồi sẽ từ kế tiếp Huy. Ừ, Huy làm như này là không chính xác ở chỗ cái biểu thức này, bởi vì căn của số này nhân căn của số này thì nó luôn bằng số này, nên biểu thức này là vô nghĩa, kiểu giống như một biểu thức luôn đúng, kiểu giống như chung rất đẹp trai này này. Đấy, những cái biểu thức như thế thì mang ra kiểm tra làm gì, vì nó luôn đúng. Em cũng 1-2 tháng rồi mà. Chị Băng là 1-2 năm rồi chứ không phải 1-2 tháng. Ừ. Chị Băng hỏi chị học lập trình nhẹ thì cũng phải được 3 năm rồi. Chị đã có giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Rồi nên chị đã nắm được tất cả các cái tư tưởng thuật toán này rồi. Còn bây giờ rồi kế tiếp nữa đến anh Minh. Nhưng cả những cái kỹ thuật mà thầy đang hướng dẫn các bạn là kỹ thuật duyệt trên mảng, nó là những cái kỹ thuật căn bản, do đó các em cần phải biết và không không đốt cháy giai đoạn nhé. Anh Minh nhé, nộp lại bài đấy nhé. Nguyên cố lên, các bạn sẽ nhanh nhanh chóng thành đạt mà. Các kỳ thi thì sẽ giúp cho mình có cái mục tiêu phấn đấu, mà sau khi đạt được mục tiêu phấn đấu đấy, tức là mình đã đạt được một cái chuẩn kỹ năng lập trình, và sau này đây là cái nền tảng tốt để cho các bạn vững bước cho các cái giai đoạn phía sau. Rồi ta xem bài 57. Bài 57 các bạn nộp gần hết rồi. Đôi 4, 5, 6. Có 6 bạn. Một bạn đang fail. Fail gì đấy nhỉ? Không thấy khai kết quả. Thế nào vừa nộp không thấy khai kết quả. Thế cho một trưởng bây giờ. Lưu ý hãy cố gắng một đấm full điểm luôn nhé. Rồi ok, Băng có đề nghị là mọi người không được nộp những cái bài mà ta đã qua rồi. Được, với những cái bạn nào ta lưu ý là hôm tới thì thầy sẽ reset lại cái bảng này. Hiện tại bảng này thì rồi, sau khi có bài file bài mới thì thứ tự nó sẽ thay đổi ngay. Tuấn Anh có hỏi có một bài nào nó bị lỗi gì đây, để xem lại. Ok. Đây, chỗ Tuấn Anh là SQRT chứ không phải SPRT nhé. Tuấn Anh sửa lại là SQRT là hàm căn bậc 2. Là hàm tính căn bậc 2. Anh Minh có hỏi về cái gì nhỉ? Xem bài em với. Ok, rồi anh Minh xem màn hình đi em.
À, em define cái thằng NMAX bên trên đi. Trên thằng using namespace em ấn tụt nó xuống. Em define NMAX và cách ra 100.000. Ấn enter cho nó tụt xuống. Cái thằng using namespace ấy, cho nó tụt xuống. Rồi đó, em thăng define. Chứ dấu thăng chữ de define là nó sẽ tự đề xuất ngay dấu thăng trước. Rồi đi chữ DE. Rồi sao nó không đề xuất nhỉ? Rồi chữ file file. Cách tra 10 mũ 5 à, ghi chữ N mắc cách 10 mũ 6 là 1 triệu. Nào không được ghi số mũ, ghi đầy đủ luôn. 6 số 0 ấy. Khi nãy là 5 số 0 với 1 số 5 đấy. Rồi chạy luôn. Nhớ là khi define không có dấu chấm phẩy ở cuối hàng các em nhé. Em sau chữ INTU em bỏ dấu chấm phẩy đi. Khi khai báo hàm không sử dụng dấu chấm phẩy để kết thúc hàm đấy. Bởi vì hàm đấy đã kết thúc đâu. Nếu chun C của SQRT của U bằng SQRT của U, để xem có thiếu dấu gì không nhỉ. Nó báo rằng là hàm chun C. À em khai báo tư dư thư viện tổng hợp đi. Em sử dụng thư viện bit gạch chéo etdc cộng cộng chấm h đi. Cái bởi vì cái thư viện cơ bản ta đang sử dụng nó không có cái hàm đấy. Chúng ta không hiểu tại sao anh Minh nó không đề xuất nhỉ. Bình thường thầy gõ cái thư viện này chẳng mấy khi thầy phải cho y chạy từ 1 cho tới n. Y đâu? Thêm chữ y bằng ý. Trước chữ bằng 1 thì em phải ghi chữ y chứ. Y bằng 1 mà. O y là t y bằng 1. Y nhỏ là bằng n y cộng cộng. Đấy. Nhưng mà khi viết thuật toán thì mình luôn nghĩ là cho y chạy từ 1 cho tới n. Nếu nó là số chính phương thì nó báo hàm chính phương chưa khai báo. Lên lên trên, lăn chuột lên trên để xem ta đặt tên hàm đã đặt tên là chính phương chưa. Chính phương, chữ phương em vẽ cho bool chính phương em biết thiếu cái chữ gì đây. Rồi. À, rồi cái chỗ return chỉ bằng chỉ phát hiện ra là em return bị ngược. Khi biểu thức căn bậc hai phần nguyên căn bậc hai mà bằng căn bậc hai của nó thì em return true. Ngược lại thì return false. Đấy, chỗ false true và đấy, em đổi ngược lại cho nhau. Chỗ return false đấy em sửa lại thành return true đi. Bởi vì khi hai thằng này nó bằng nhau chỗ trong hàm chính phương ấy. Cái chữ return false em sửa lại đi. Là thành return true. Và mình lại bay màu luôn rồi. Lần này thấy mình gõ tốc độ nhanh hơn hẳn. Tí nữa chuẩn A. Đến giờ typing master rồi. Rồi. Bài của mình đã ok nhé. Rồi ta vào typing. Bạn chờ thầy 1 giây nhé. Thầy gửi địa chỉ phòng nhé. Tại hôm nay ta đấu 3 ván như mọi khi nhé. Người thắng nhiều nhất là người thắng cả ngày. Hôm nay thầy sẽ cho thua chung thua bét tè lè nhè. Hôm nay Băng đã luyện được kỹ năng gõ 10 ngón rồi chứ Băng. Băng dùng từ lộn dòng thì cảm thấy cảm giác rất chi là nóng.
Được rồi. Các bạn vào tai pin lên cơ nhé. Ok. Sau đó ấn nút tham gia cuộc đua luôn. Hiện nay đang có 3 bạn. Các bạn nhớ tắt gọi tiếng Việt trước khi đua nha. 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Các bạn vào sau thì đua cuộc sau nhé. Được rồi. Decision, quyết định gì? Tại sao cái mistake của thầy nó không dỡ đỡ được mình? À. Ừ, vẫn 31, ai giả? Ai về thứ hai thế nhỉ? Cố lên anh Minh vượt qua chị Băng xem. À, chị Băng đã về thứ 25 rồi. Xem anh Minh cố lên. À, ra vào. Rồi, để thầy. Rồi, anh Minh hôm nay đã lên tới 21 từ trên phút rồi. Rất tiến bộ. Trung 39, thầy vẫn 31. Sao thầy có vẻ như không đổi thế nhỉ? Băng cố lên. Em đang hiện tại, em đang trên một người, dưới vạn người. Cố lên. Mọi người các em vào chuẩn bị cuộc thứ hai nhé. Các em đã chạy rồi à? Sao nhanh thế? Use driver is check and dream our new one key and you know component I ensure answer don't one two three four accident một cái vụ tai nạn khi ấy thì anh ấy khi bạn uống cho anh ấy có thể tham áo cùng với biết và đang không thể đứng dậy cái bài này khó ghê nhỉ các bạn. He the river is chapter box you in the wow, đã 31 từ trên phút, khá căng thẳng nhỉ. Anh Minh chưa tham dự à? Bài này dài quá. Công nhận. À, băng lên tới 27 từ nhá. Chung 42, được có 42, được đấy. Thầy vẫn giữ được 31. Giữ được phong độ. Còn một bạn cuối là bạn nào nhỉ? Cố gắng về đích. Rồi. Đã có rank vòng 2. Rồi ta chuẩn bị vòng 3 các bạn nhé. Vòng 3 này
Rồi. Đã lên phong độ. Quả này ta phục thù cho chung về bet xem sao. Cố lên anh em. Ai có biết cái phần mềm nào để kích chung bay màu hoặc là làm hack bàn phím của chung không nhỉ? Ô bắt đầu rồi à? Tôi chưa kết toi. Thẳng quá. Cái từ này lắm từ dài ghê. Bạn bị chi phủ. Qua lại chưa về đến đích nhỉ. Ai căng thẳng ghê. 31 ai à, bằng bằng lên tới 30 à, ngầu nha. Được rồi. À, Trung vẫn 41. À, bảo chắc là bảo từ cái thứ hai đúng không? Rồi. Để như vậy là cái kết quả ở cái vòng thứ ba là ta thấy là mọi người cải thiện rất nhanh. Để trong khi thầy vẫn dẫn chân tại chỗ, chẳng hiểu tại sao cái tốc độ gõ của thầy bao nhiêu năm nay nó vẫn là khoảng tầm 30, 31, 2, 32 từ trên 1 phút. Anh Minh tưởng vậy. Rồi kết quả rất chi là ngầu. Rồi ta quay trở lại, chúc mừng các bạn đã. Rồi ta tiếp tục nhé. Rồi ta sang bài kế tiếp. Rồi ta tiếp tục các em nhé. Rồi ở trong cái nội dung kế tiếp của ta là ta sang nội dung bài số 58. Nếu như ở bài 57 nó đưa ra cho ta một cái cách làm rất hay, đó là từ giờ trở đi khi mà người ta yêu cầu là chọn ra một số các phần tử thỏa mãn điều kiện thì cái điều kiện đó các em tổ chức nó thành một chương trình con dạng hàm mà cái đề nó sẽ trả về cái giá trị true false. Đấy, ví dụ như ở bài này, đề bài người ta yêu cầu là hãy đưa ra vị trí các phần tử là số chính phương thì thầy sẽ tổ chức một cái hàm là hàm chính phương để kiểm tra xem số đó có phải là số chính phương hay không. Ở trong chương trình, ở đây ta nhìn đây cho nó dễ. Ở trong chương trình khi ta có số nguyên dương u, ở đây nó được gọi là tham số hình hình thức. Tham số hình thức nhé. Còn ở trong chương trình chính, cái thầy gọi chính phương với AI truyền vào. Khi thầy gọi chính phương AI thì AI nó đi vào là cửa vào. Nó vào ở đây và khi đó U sẽ có giá trị bằng AI.
Khi đó cái chốt đoạn này ai đóng vai trò là tham trị, gọi là tham số truyền giá trị. Còn ở trong câu lệnh này thì U nó đóng vai trò là tham số hình thức. Nó giống như cái cửa vào ấy. Thì các em khai báo một cửa vào thì ta tí nữa ta có thể truyền một biến vào. Nếu các em khai báo hai cửa vào thì tí nữa ta có thể truyền hai biến vào. Đấy. Với số nguyên dương U để kiểm tra xem nó có phải là số chính phương hay không, ta kiểm tra xem căn bậc 2 của nó có bằng chính nó chính căn bậc 2 hay không. Nếu có trả về giá trị chu, ngược lại trả về giá trị phô. Với các bài toán khác các em cũng có thể tổ chức thành hàm. Ví dụ ta có thể là kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không. Đấy, một số có phải là số đối xứng hay không, hay là một số thỏa mãn điều kiện khác. Thì ở đây ta đều nên tổ chức nó thành một chương trình con dạng hàm. Khi đó với bài toán của ta, khi ta duyệt từ đầu mảng cho đến cuối mảng, nếu nó thỏa mãn điều kiện thì thực hiện yêu cầu của bài toán. Các em nhớ lấy cái tư tưởng duyệt trên mảng một chiều nhé. Bởi vì mảng một chiều của mình chắc chắn nó có n phần tử, nên kiểu gì đi thế ta cũng phải for từ đầu đến cuối. Và đến phần tử nào đó ta lại kiểm tra xem nó có thỏa mãn cái hàm này hay không. Nếu thỏa mãn hàm này, tức là nhận về giá trị là chu, thì khi đó ta thực hiện yêu cầu bài toán. Còn nếu mà không thỏa mãn là phô thì nó sẽ bỏ qua câu lệnh để nó thực hiện câu lệnh khác. Tuấn Anh có hỏi gì đây? Tuấn Anh có hỏi là nó báo là F chun C của SPG. Tuấn Anh cái này hỏi rồi mà. Ta phải dùng là SQRT. Để xem cái ảnh dưới. À, hai cái ảnh dưới á. Để đây xem lại. Số 1 và số 4 là số chính phương mà nhỉ? Nó ra số 1 là số 4. Nhưng mà chỉ số của số 1 và số 4, vậy thì ở trong code chương trình của mình thì em cần sửa lại ở cái điểm là thay vì việc ta CL thằng Y ra thì ta CL Y thì ta CL thằng Y ra. Như ở của em ở đây em CL thằng Y ra, nó đưa ra 1 và 4, xem cái thằng test đều bài của mình nó là bao nhiêu. Số 1 nó đứng ở vị trí thứ hai, số 4 đứng ở vị trí số 3. Nó phải đưa ra 2, 3 chứ nhỉ? Các bạn khác có ra kết quả đúng bài này không? À quên. Để em mở code ra xem lại em. À, ở chỗ return false và return true của em đang bị bật ngược. Đây chỗ này. Nếu nó là căn bậc 2 thì em nếu căn bậc 2 của nó là mà bằng căn phần nguyên căn bậc 2 của nó thì phải return true, ngược lại return false nhé. Em đổi ngược lại cho return true bên trên, return false xuống dưới là được nhé. Rồi thử lại đi em. Rồi, thầy cho mình sẽ sang tiếp ở bài số 4. Như vậy ở cái bài này thì kể cả với các bạn đã làm tốt rồi thì các em cũng sẽ phải có một cái tư duy rằng với mỗi bài toán thì thay vì việc ta sẽ xử lý trực tiếp cái giá trị đó, tất nhiên với bài đơn giản thì ta có thể xử tiếp được, nhưng với những bài khó các bạn nên tổ chức nó thành một hàm và kiểm tra xem nó có thỏa mãn hay không. Đấy, ta tổ chức gọi nó ở trong chương trình chính hoặc trong chương trình con khác, và làm như thế thì ta sẽ thu được một cái rất hay, đó là kỹ năng tổ chức chương trình thành các chương trình con, và khi đó ở chương trình chính ta có thể gọi các chương trình con này được. À, đấy, bây giờ thầy mình nhớ ra thầy phải add time vào trước khi hôm trước cái mảnh nó bon bon quá đấy. Xong rồi. Lạc quan.
Rồi ta sang bài số 4. Là bài cho số nguyên dương n và dãy A1, A2, AN. Hãy đếm số lượng các phần tử chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 3. Đấy. Nhưng không chia hết cho 3. Vậy thì nó chia hết cho 2 tức là nó chia hết cho 2 tức là nó phần trăm 2 bằng 0. Nó không chia hết cho 3 tức là nó phần trăm cho 3 khác 0. Đấy. Vậy thì ta có hai cái điều kiện đấy cho cái bài số 58. Vậy ta xem ở bài 58 các bạn làm thế nào. Ở bài 58 thấy có hai bạn đang bị fail luôn. Hai bạn fail bài màu là đều do bị sai pha kệ. Bạn thứ hai các đáp án là bạn dưới là ai các đáp án gì? Rồi. Vậy ở bài 58 thì ta sẽ giải quyết luôn ở bài 58 theo cái ý tưởng. Ở bài 58. Ở bài 58 thì đề bài người ta họ bảo là người ta bảo đếm số lượng các phần tử thỏa mãn điều kiện. Vậy thì với cái bài bài 58 này thì việc gì đi nữa thì các em cũng phải trải qua cái bước đầu tiên là bước đọc dữ liệu. Sang bước thứ hai. Xin. Bước thứ hai là ta sẽ phải thực hiện duyệt. Và cái việc duyệt của mình đó là ta sẽ thực hiện duyệt từ đầu dãy cho tới cuối dãy và thực hiện yêu cầu của bài toán. Nếu nó thỏa mãn điều kiện, bây giờ ta lại bắt đầu kiểm tra xem điều kiện của ta là gì. Nó chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 3. Vậy thì với điều kiện này thì ta sẽ thực hiện cái công việc là AI chia hết cho 2. Và ở đây các em lưu ý nhé, đây ta có chữ và là khi nó phải thỏa mãn cùng nhiều điều kiện thì ta sử dụng phép toán tử và AI không chia hết cho 3 thì ta vẫn sử dụng phép toán chia cho 3, nhưng mà phần nếu mà chia hết cho 3 thì phần dư nó bằng 0, thì không chia hết cho 3 phần dư của nó khác 0. Dấu khác thì ta ghi chữ dấu chấm than và bằng. Đấy. Và thì bây giờ người ta hỏi thực hiện là yêu cầu là đếm. Đếm như vậy bắt đầu ta sẽ chuẩn bị một cái biến đếm. Biến đếm thầy gọi là biến kết quả, thì khởi tạo nó bằng 0. Thầy duyệt y chạy từ 1 đến n. Nếu AI thỏa mãn điều kiện của bài toán thì thầy tăng cái biến đếm lên một đơn vị. Đấy. Với cái tư tưởng như thế, nguyên câu hỏi bằng 1 được không? Không được, bởi lẽ khi AI chia cho 3 thì phần dư của nó có 3 số. Số 0, số 1 và số 2. Do đó bằng 1 nó là trường hợp là chia dư bằng 1. Nhá. Riêng nếu A phần trăm 2 bằng 1 thì có thể chấp nhận được. Bởi vì khi ta sử dụng phép toán chia dư cho một số nguyên dương K, thì phần dư của nó sẽ nằm trong phạm vi từ 0 cho tới k trừ 1. Nên chỗ này sẽ phải là sử dụng phép toán khác 0. Đấy là cái ý tưởng thuật toán. Và với cái ý tưởng như trên thì ta thấy rằng là bài bài toán của ta nó khá rõ ràng.
nó ra ra rõ ràng nó thể hiện ở cái chỗ đó là cái việc đọc dữ liệu là ta đọc giống như mọi bài, việc khởi tạo một biến z bằng không tức là ta khai báo một biến mới và khởi tạo nó bởi giá trị z. Tại sao phải khởi tạo z bằng không? Đó là việc ta đếm mà. Trước khi đếm thì ta phải khởi tạo nó bởi một giá trị không, bởi lẽ khi phát hiện ra một cái thì biến đếm nó tăng lên một đơn vị tức là z bằng z cộng một. Thì ở trong cái phiên đầu tiên thì nó cộng với số 1 đấy thì nó chưa có giá trị để nó cộng 1, nên ta phải khởi tạo nó bằng không, nó lấy 0 cộng 1 bằng 1. Đấy. Nên ở đây ta mới có cái khởi tạo cái biến D khi tính tổng khởi tạo Z bằng 0, khi tính tích khởi tạo Z bằng 1. Đấy. Em lưu ý điểm này. Vậy thì ở cái bài này là bài số 58 thì các bạn nhận thấy như sau. Bài này thì ta chưa cần hàm, ta bỏ qua hàm đi. Ta vẫn sử dụng khai báo một cái hằng số, khai báo một mảng, khai báo một biến. Ta khai báo thêm biến kết quả nữa. Ta có biến Z là biến kết quả. Thầy hay sử dụng biến Z là biến kết quả. Rồi bây giờ và sau khi thực hiện nhập một cái mảng xong, thầy đã thực hiện xong cái bước 1 rồi. Nguyên câu hỏi khởi tạo ở ngay chỗ bước đọc dữ liệu hoàn toàn được em nhé. Một số bạn còn có thói quen khởi tạo ở ngay lúc khai báo ở đầu chương trình. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện theo yêu cầu của bài toán là hãy liệt kê các số chia hết cho 2 và không chia hết cho 3, ta sẽ tăng đếm số lượng nó lên. Vậy thì ở đây ta có nếu AI chia hết cho 2 và AI không chia hết cho 3. Thì đấy. Thì thực tế anh Minh à, ở chỗ thầy thì chuột miễn phí, chứ nếu mà em cần thiết thì thầy sẽ bẫy cho em một số con không tới 20k đâu, 20k em được hàng trăm con nhé. Trên chỗ băng không biết có băng và chung còn nhiều không? Nếu có thì tặng anh Minh một vài con nhé, hoặc cả lớp ta tặng anh Minh một vài con. Ở chỗ nhà thầy cái nó đủ kích cỡ các loại size từ size M, size S, size X, size L, size XL. À, cái con chuột đấy ấn cũng thoải mái, em ấn nó còn kêu quen quét quen quét nữa cơ anh Minh ạ. Chị Băng cũng là một cái người rất tốt và có cái kỹ thuật bắt chuột cũng là thượng thừa ở trong nhóm, nên em hoàn toàn tin tưởng ở chị Băng. Ở đây thì ta không phải đưa thằng Y ra mà người ta hỏi đếm. Vậy thì ta tăng biến Z lên một đơn vị. Để Z thì ta có thể ghi Z bằng Z cộng 1, là tức là ta tăng Z lên một đơn vị. Câu lệnh này ta có thể sửa nó thành là Z cộng cộng vẫn được nhé. Rồi vậy thì khi tính tổng ở đây thì ta nhận thấy rằng biến Z của mình nó là cái biến tính tổng, nên ta khởi tạo Z bằng 0 trước vòng lặp. Đấy. Vậy ta đã thực hiện cái công việc đó là việc từ đây đến đây là việc duyệt qua tất cả các phần tử. Nếu nó thỏa mãn các phần tử, thỏa mãn điều kiện thì ta tăng biến đếm lên. Rồi à, như vậy trên đây là bài 58 và ta thấy rằng bài 58 này nó đưa ra hẳn một lớp bài toán mới là lớp bài toán đếm số lượng phần tử thỏa mãn điều kiện.
Ở chỗ cây chuối ở ngay chỗ đầu hồ nhà thầy cô thỉnh thoảng vẫn thấy có con sóc nó trèo trên đồi trèo xuống. Ở Yên Bái rất nhiều sóc. Như vậy ở đây ở cái lớp bài toán này nó có hẳn một cái lớp bài toán mới, là lớp bài toán là duyệt qua tất cả các phần tử nếu nó thỏa mãn điều kiện thì tăng biến đếm lên một đơn vị. Đây được gọi là bài toán đếm. Ví dụ hôm sau hãy đếm số lượng phần tử là số chẵn. Vậy thì mình khởi tạo biến đếm bằng không, cho y chạy từ 1 đến n, nếu a y là số chẵn, tăng biến đếm lên một đơn vị. Sau khi thực hiện xong, ta thu được red là kết quả của bài toán. Ta xeo thằng red ra. Rồi. Vậy thì ta sẽ thực hiện tiếp cái công việc đó là đếm số lượng các phần tử thỏa mãn nhé, đếm số lượng các phần tử thỏa mãn yêu cầu nhé, đếm số lượng các phần tử thỏa mãn yêu cầu. Rồi, vậy trên đây là kết trên đây là cách làm bài số 58. Được Hãy rồi, như vậy thì cái bài toán này là một trong những cái bài toán rất hay về là lớp bài toán đếm số lượng các phần tử thỏa mãn điều kiện. Và đây là một cái lớp bài toán mà các bạn cần phải biết được cái cách tổ chức chương trình. Sau này chương trình của mình cái hàm điều kiện này nó không chỉ đơn giản là một hàm đâu, mà nó sẽ gồm có thể có nhiều hàm khác nhau. Đấy. Ở các cái nội dung bài tập kế tiếp ở trong file này, em sẽ tiếp tục hoàn thành đề bài. Các bạn nào đã hoàn thành xong thì thầy sẽ gửi luôn cái file bài của buổi kế tiếp. Như vậy tới thời điểm của ngày hôm nay thì thầy đã giới thiệu tới các em rồi, tí nữa thầy gửi luôn cho Trung với Băng cái file D11, là ta các em đã làm quen với bài kiểu dữ liệu mạng và với cái kiểu dữ liệu như thế này thì các em sẽ có một cái công cụ để lưu trữ các phần tử có cùng kiểu dữ liệu. Và khi đó ta có các bài toán như nhập và đưa ra mảng rồi nhập ra. Rồi ta lại có thêm cái bài toán là duyệt các phần tử trên mạng, thực hiện kiểm tra xem nó có thỏa mãn điều kiện hay không. Và ta lại có thêm một cái bài toán là tổ chức thành một cái hàm phức tạp hơn. Sau đó ta duyệt từ đầu đến cuối, nếu nó thỏa mãn điều kiện thì thực hiện yêu cầu của bài toán. Và với bài kế tiếp là bài số 4 là bài toán đếm, là ta khởi tạo biến đếm bằng không, ta duyệt từ đầu cho đến cuối, nếu nó thỏa mãn điều kiện thì ta tăng biến đếm lên, sau đó ta đưa biến đếm ra. Đấy, đó là mô hình của cái bài toán của buổi ngày hôm nay. Sau đây thì thầy gửi cái file này cho tới các em, các em hoàn thiện các bài tập tiếp ở trong cái file này nhé. Thầy gửi lại file số 9, sau đó thầy gửi tiếp cái file đây số 10 để lại, và sau đó gửi tiếp bài D11 để các em tích cực làm. Rồi, hôm nay thầy trò mình cũng nghỉ tại đây. Hôm nay thầy vừa đi công việc về này hơi mệt một tí, phải phóng đi hơn 100 cây số về. Hôm nay ta sẽ nghỉ sớm một tí nhá. Hôm nay thầy phóng xe máy đi phượt ở bên Tuyên Quang. Thầy vừa về lúc chập tối, giờ phải đi ngủ một giấc. Thế nhá, thầy chào các bạn. Thầy chào Băng, chào các em. Bây giờ thầy sẽ gửi bài tới các em luôn. Để chào các em. Rồi, thầy gửi file đây này. À, các em lưu ý video của các bài giảng có ở trên kênh YouTube của thầy. Các bạn vào YouTube tìm chữ Đặng Tuấn Thầy. Bạn nào đăng ký rồi thì nhớ đăng ký tiếp với thầy với các tài khoản khác nhé. Bye các em.